Sư phụ ngồi bên cạnh này. Cũng ai đó không không nghe chị à, không biết nghe chứ không chị đó, chị không biết cũng ai luôn. Anh đi không?
Hãy
thấy bồ yên bị F0 chứ nhé. Bồ bị F0 chứ. Nó có tiếp xúc đồng F0. Không thật hả? À, không tiếp xúc hả? Không. Có bữa nào chờ nó không tiếp xúc hả? Bữa chờ bữa nào chờ nó mở mưa. Em ngồi sao? À. Tiếp xúc mà có mưa hết không? Có mưa rồi. Mưa gì? Mưa gì? Mưa phương tiện á. À, phương tiện là ra. Tiện lợi với đang phương tiện mà em. Mưa tiện lợi, à, phương tiện lại bị quý này luôn đi. Không có mưa phương tiện. Thôi mẹ ơi, mẹ không. À. Thôi thôi. Tiện lợi, không có tiện lợi là có phương tiện quá. Má khăn khăn. À, áo mưa mặc à. Thì áo mưa màu trắng mà. Mày giải thích gì đó, ta hỏi thôi mà. Áo mưa thì mặc cho đây làm gì? Không biết áo mưa thường thường á, cái là áo mưa phương tiện. Dễ, cái là cái là áo mưa phương tiện. Tiện lợi má ơi. Cái phương tiện. Còn áo mưa kia là áo mưa cánh da đi. Bữa nay anh ăn cái cục xì bông. Cục xì bông là ra. Cục xà phòng, cái cục xì bông. Xà bông. Xì bông thơm quá. Hôm nay nó ở đây là mũi cá thì răng á. Bây giờ là nắng rồi đó. Anh bị kỳ đấy. Mũi cắn.